Vũ Nhân. Kính chào quý vị khán giả đài truyền hình SBTN. Thưa quý vị, người Việt quốc gia tại Hoa Kỳ và các tổ chức người Mỹ gốc Á Châu sẽ tổ chức biểu tình lớn tại San Francisco vào ngày 15-16 tháng 11 tới đây tại diễn đàn quốc tế của hàng chục quốc gia, trong số những quốc gia tham dự có Cộng sản Việt Nam và Trung Cộng tham dự hội nghị APEC tại thành phố San Francisco. Và sau đây là lời kêu gọi của những người trong ban tổ chức. Tôi, Lê Đình Thọ, với tư cách một cựu quân nhân, cũng từng là Tổng Thư ký Liên hội Cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa. Đây là một cơ hội để nói lên cái tiếng nói của mình. Với 21 vị nguyên thủ quốc gia tham dự, trong đó có Võ Văn Thưởng, Chủ tịch nước của Đảng Cộng sản Việt Nam, và Tập Cận Bình là Chủ tịch Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ tham dự trong cái phiên họp này. Trước nay chúng ta giống với tính cách cá nhân có trong phạm vi quốc gia, nhưng hôm nay là phạm vi quốc tế, chúng ta phải có tiếng nói quyết liệt. Kính chào quý vị khán giả, tôi là Triệu Ngọc Hà, Chủ tịch Cộng đồng Việt Mỹ Bắc Cali. Cộng đồng Việt Mỹ Bắc Cali kêu gọi cộng đồng miền Trung, cộng đồng miền Nam và cộng đồng liên bang cũng như các cộng đồng khác trên toàn nước Mỹ để ủng hộ chúng tôi, có thể đến tham gia với chúng tôi. Đây là một dịp để biểu dương sức mạnh của cộng đồng người Việt tị nạn ở nước Mỹ. Tôi tên là Lê Đình Quý, Chủ tịch của cộng đồng người Việt miền Trung California cũng như là Tổng Thư ký của Hội đồng Chấp hành của cộng đồng người Việt Liên bang Hoa Kỳ. Thì chúng tôi kêu gọi tinh bào của khắp nơi hãy cố gắng chuẩn bị tinh thần và cố gắng tham gia cái cuộc biểu tình để chúng ta cùng nhau bày tỏ cái sức mạnh và cùng bày tỏ chúng ta có tiếng nói, sức mạnh của tiếng nói và tinh thần đoàn kết của tất cả kia cộng đồng người Việt của chúng ta khắp nơi trên Hoa Kỳ. Và hy vọng đây là một cuộc biểu tình sẽ là rất lớn và sẽ mang lại nhiều kết quả tốt cho cộng đồng người Việt của chúng ta tại hải ngoại. Và đây cũng là cơ hội mà chúng ta nên cho cả cộng đồng thế giới tự do thấy rằng sức mạnh của người Việt đã lưu lạc 50 năm trên khắp các nơi trên thế giới. Luôn luôn họ có một quyết tâm là chống lại kẻ thù tàn ác, tàn sát dân tộc mình. Thưa quý vị, đó là lý do mà chúng tôi đã ra cái thông báo để mà chuẩn bị mời gọi tất cả bà con chúng ta tham dự biểu tình. Đây cũng là một dịp để cho các lãnh đạo trên thế giới thấy sức mạnh của đồng bào tị nạn. Thưa quý vị, theo thông báo của ban tổ chức, ngày 15 tháng 11 năm 2023 sẽ biểu tình từ 1 giờ chiều đến 4 giờ chiều. Ngày 16 tháng 11 năm 2023 sẽ biểu tình từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa và có rất nhiều cộng đồng bạn tham gia biểu tình, trong đó có Hồng Kông, Đài Loan, Tây Tạng, Duy Ngô Nhĩ, Phi Luật Tăng cùng tham dự biểu tình phản đối với chúng ta. Quý đồng hương người Việt tại miền Nam California thì đến tượng Đức Thánh Trần ở đường Bosa sẽ có xe chở đi biểu tình trong 2 ngày. Quý đồng hương người Việt tại miền Bắc của bang California sẽ đến địa điểm Vườn Truyền Thống Việt tại thành phố San Jose. Vũ Nhân, tường trình cho đài truyền hình SBTN từ thành phố San Jose, miền Bắc của tiểu bang California.